Trước tiên các bạn sẽ bắt cho mình 12 mũi.
mình sẽ gọi đây là hàng đầu tiên ở phần giảm mũi nha. Để chút nữa mình nói lặp lại cho nó dễ. Đây sẽ là hàng đầu tiên ở phần giảm mũi. Đây, còn hai mũi chưa đan đầu. Mình sẽ đan một mũi K2TOG, tức là mũi giảm đó các bạn. Đan hai mũi thành một mũi chợt đánh dấu K2, lại giảm thêm một mũi nữa bằng cách đan hai mũi thành một mũi như thế này. Đây gọi là mũi K2TOG. Rồi sau đó đan K nó hết hàng. Như vậy là hàng này mình đã giảm được hai mũi và mình còn lại là 24 mũi. Kết thúc hàng đầu tiên của phần giảm mũi. Các bạn sẽ đan một hàng toàn bộ mũi K giúp mình. Hàng thứ hai ở bên trái. Đan một hàng toàn bộ mũi K. Mệt quá luôn. Theo thì các bạn sẽ lặp lại hàng thứ nhất và hàng thứ hai của phần giảm mũi cho đến khi các bạn còn 12 mũi trên kim thì dừng lại ha. Các bạn sẽ giảm thêm 6 lần nữa. Như vậy là mình đã giảm xong và lúc này mình còn lại 12 mũi trên kim ha. Tiếp theo, hàng tiếp theo của mình sẽ là mặt phải nha các bạn. Các bạn nhìn sợi dây này, hai sợi dây này nằm cùng hướng với nhau thì sẽ là mặt phải. Mặt phải các bạn sẽ tiến hành chiết kết thúc hết luôn giúp mình nha. Bước cuối cùng mình sẽ làm cái quay đeo ha. Đây, các bạn sẽ dùng kim móc. Kim móc 3.75 hoặc là 3.5 ha. Sau đó mình sẽ móc lên 24 mũi lính. 1 2 3 4 5 6 7 sẽ khởi trạng mũi đầu tiên.